ơi, mày đâu rồi Đen ơi? Đậu cái gì Trời vậy? ơi, Đen ơi, mày đâu Đậu, rồi Đen? mày xỉn rồi phải không Đậu? Mày xỉn rồi, mày ngồi xuống đây đi. Tao đã nói với mày rồi. Tao nói với mày rồi, mày đừng có uống. Mày không biết uống thì mày kêu tao ra uống cho. Mày uống làm gì cho mày xỉn lung tung rồi mày nói lung tung. Rồi, bà con cô bác thấy không? Có ai mà ngon như vợ tôi không? Chồng mà đi nhậu thì thôi hả? Mà nhậu không nổi, kêu nó ra nó nhậu giùm. Quá xa trời ngon rồi. Không ngon sao nổi tiếng mày. Ồ. Ê, Đậu, mày làm gì vậy? Ôi. Mày đừng có ói ra, mày để tao lấy cái này cho mày ói nè. Chết rồi, trời ơi, uống chi mà ói dữ vậy? Vợ tôi nó ngon ghê không? Nó thấy chồng nó ói, nó vô nó lấy bô ra cho ói. Nè, mày ói vô đi. Hả? Trời ơi, trời. Trời ơi, Đen ơi, Đen. Sao mày tệ quá trời vậy Đen ơi? Sao mày lấy cái tô cho tao ơi? Làm chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao đây xấu hổ vô cùng. Ai biết mày xấu hổ mà chi? Tao tệ ra sao? Ta đăng, ta đăng. Mà mày cứ là tao. Ta đăng, ta đăng. Mày kiếm chuyện tối ngày. Ta đăng, ta đăng. Mày còn tệ hơn tao. Trời ơi, nó nói tôi tệ rồi, mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây, tao sẽ cho mày biết là tao tệ hay mày tệ. Tao hỏi mày. Gì? Hồi sáng này phải Tiết kêu mày đi mua rượu không? Có. Vậy chứ tao hỏi mày chai rượu đâu? Tao để trên bàn cho tí đó. Bà ơi, cái đó là chai nước tương, còn chai rượu nè bà. Tao quên bộ. Trời ơi, quên thì bà sớm xác bà nghe người ta có cái lỗ mà bà chạy ra, bà vứt chai nước tương, bà để chai rượu ở lại. Còn tôi hỏi bà, cái này phải bộ đồ của bà không? Đúng rồi, của tao ở đâu mày có vậy? Đó, bà đi tắm á, bà leo lên, bà vớt cái bộ đồ đẹp bà mặc vô, rồi bà để cái bộ đồ của bà ở lại. Bà có thấy bà tệ không vậy bà Đen? Tao quên mà Đậu. Quên nữa? Ừ. Vậy tôi hỏi bà đi cắt lúa gì cái lưỡi liềm của bà đâu? Nè. Ở đâu cho có trong tay mày vậy? Trời ơi, bà để quên nhà chú Út. Đi cắt lúa mà không đem lưỡi liềm sao bà cắt được? Tao quên Đậu. Cái gì mà cũng quên đó. Trời ơi là trời, tôi khổ với bà này quá, điều này chắc tôi chết cho rồi chứ sống gì nổi. Đậu, mày đừng có chết Đậu ơi. Mày chết không lẽ tao đi lấy chồng khác sao Đậu? Chắc không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Không phải đâu. Trời ơi, ở trong xóm này trước tới giờ người ta nói mày khôn lắm, mà người ta cũng nói mày đẹp trai nữa. Thì bởi vậy tao mới thương mày đó. Đen. Cái gì? Mày có biết là tao yêu mày, vậy mà mày cứ làm cho tao buồn hoài vậy Đen. Mày làm cho tao xấu hổ với bà con treo chồm sớm hoài vậy Đen. Đậu. Sao hồi mới cưới mày nói với tao là mày vui lắm mà, mày thương tao lắm mà, sao bây giờ mày... Hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó là chuyện ngày xưa kìa. Còn bây giờ thì... Bây giờ thì sao? Giờ thì đành phôi qua, theo tháng năm ấm mà thầm lứa qua. Vì Đen ngây thơ thật à, nên xóm nhiên chê cười khinh rẻ, làm cho lòng tao đau. Tao ước mơ sao cho mày đừng vô tâm, mày sẽ là cô gái ngoan hiền lương, dễ thương dịu hiền, giỏi giang giống như người ta. Từ ngày về bên đây Đen rất chăm ngoan, dùng dáng trong lòng ngài, chủ động bao la, nắng mưa ngày đêm nó có màng chi. Đen chỉ cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất rồi. Trời ơi, vui nhất đời. Mày biết nói vậy tại sao mày không để cho tao nở mày nở mặt với chồng sớm vậy? Tao biết nói sao đây cho mày hiểu lòng này. Từ khi hai đứa quen nhau cho đến ngày hôm nay, nỗi vui vơi dần, nỗi buồn dần lên. Cớ sao phải buồn, cả nhà mình vui, vui nhất là... Đúng không? Trời ơi, không biết kiếp trước tao có làm gì nên tội, mà giờ đây tao phải cưới nhầm con Đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ với bà con lối xóm vô cùng. Đậu, mày biết không? Tao ta nói á, giờ thằng đâu nói danh là tệ nhất trong vùng. Tao tự
tưởng đâu á mày khù khờ vì mày nhỏ dại, chừng mày lớn khôn rồi á thì mày sẽ khôn ra. Ai cũng ngờ đâu cưới mày về đã được 3-4 năm hơn, mà càng lúc thì tao thấy mày, trời ơi mày tệ ơi là tệ. Tao thấy cuộc đời này có ý nghĩa chi ở đâu khi bước ra đường là người ta che tránh. Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời sống không che đời, mà tao có về đâu mày lời nói chơi cầm đùa, làm cho lòng tao thêm khổ cũng chỉ vì thôi. Mày hứa từ nay sẽ không để ai cười chê, cớ sao bây giờ xôm làng người ta chê trách, để khi ra đường tao không dám nhìn mặt ai. Đậu ơi mày đừng có lo, từ nay tao hứa là tao sẽ thay đổi, tao sẽ làm cho mày hãnh diện với dọn dẹp trước sau. Mày hứa với tao nhiều lần lắm rồi đó. Tao cũng đâu có muốn mày giận tao đâu, tại vì cái tánh tao á xưa rày vẫn vậy. Mày biết vậy sao mày không thay đổi giùm tao đi? Nói mày đừng có nên giận lầy, mày nhậu hoài rồi sẽ bệnh cho con. Dạ. Bà làm gì bà? Tao nhổ tóc sau. Trời, bà nhổ tóc sau người ta nhổ một cộng là bà gì giật nguyên chùm vậy? Mày không nghe bài hát kia sao? Hát gì? Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, tiểu cậu ngồi mẹ nhô tóc sâu, hai chị em giống hệt như nhau. Vậy hai đứa mình là hai chị em á? Không có đâu, mày là chồng, tao là vợ. Trời ơi, mày hứa với tao hoài mày có thay đổi gì đâu. Tao thấy mày hứa từ hồi năm ngoái cho tới năm nay á, tao thấy có thay đổi gì đâu. Thì tao hứa tao sẽ thay đổi mà đậu, sao mày la tao hoài hả đậu? Đen. Gì? Chắc có lẽ là tao với mày phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Mày gì đậu? Đen. Có gì đậu? Chỉ có xa nhau mới không làm cho hai đứa mình buồn khổ nữa. Thiệt vậy hả đậu? Xa nhau không có làm cho đậu buồn khổ nữa hả đậu? Bởi vậy thì đem phải hy sinh cho đậu hả? Vậy đem phải ra đi cho đậu vui hả đậu? Đen. Có gì rồi? Mình xa nhau một thời gian, đen có buồn không đen? Không. Đen có nhớ đậu không đen? Không. Sao đen vô tình vậy đen? Không. Trời ơi, tôi nói cái gì nó cũng không là sao vậy trời. Trời, tôi dùng tình cảm tôi nói chuyện với nó mà nó cũng không hiểu là sao. Trời ơi, trời, vợ tôi nó ngu quá vậy trời. Có nghĩa là từ nãy tôi nói gì không hiểu gì trơn trời hả? Thì xa nhau mà làm cho đậu vui thì đen đi chứ. Chứ đen đứng đây là đậu buồn sao? Bây giờ đen đi liền cho đậu vui nè. Đi đâu? Đi nấu cơm.